Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp đều lấy không làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong tánh không chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô tướng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô tướng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô nguyện làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô nguyện chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô khởi vô tác làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô khởi vô tác chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô sanh vô diệt làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô sanh vô diệt chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô nhiễm vô tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô nhiễm vô tịnh chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô sở hữu chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy huyễn làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong huyễn chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy mộng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong mộng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tiếng vang làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong tiếng vang chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy ảnh tượng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong ảnh tượng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bóng sáng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong bóng sáng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bóng nắng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong bóng nắng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy việc biến hóa làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong việc biến hóa chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy ảo thành làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong ảo thành chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô lượng vô biên làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô lượng vô biên chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy việc chẳng cho chẳng lấy làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong việc chẳng cho chẳng lấy chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy việc chẳng nâng chẳng hạ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong việc chẳng nâng chẳng hạ chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô khứ vô lai làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô khứ vô lai chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô tăng vô giảm làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong vô tăng vô giảm chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bất nhập bất xuất làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong bất nhập bất xuất chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự chẳng tụ chẳng tán làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong sự chẳng tụ chẳng tán, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự chẳng hợp chẳng lìa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong sự chẳng hợp chẳng lìa, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ngã rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy hữu tình làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì hữu tình rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy dòng sanh mạng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì dòng sanh mạng rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng sanh khởi làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự sanh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự dưỡng dục làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự dưỡng dục rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự trưởng thành làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự trưởng thành rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy chủ thể luân hồi làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì chủ thể luân hồi rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy ý sanh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ý sanh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nho đồng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nho đồng rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng làm việc làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng làm việc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người làm việc làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người làm việc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng thọ quả báo làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng thọ quả báo rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người thọ nghiệp làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người thọ nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng tạo nghiệp làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng tạo nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người tạo nghiệp làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người tạo nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy cái biết làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì cái biết rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy cái thấy làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì cái thấy rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được.
Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thường làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thường rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy lạc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì lạc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì ngã rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tịnh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô thường làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì vô thường rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy khổ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khổ rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô ngã làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì vô ngã rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bất tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bất tịnh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự tham làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự tham rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự sân làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự sân rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự si làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự si rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự thấy việc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự thấy việc làm rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy chân như làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong chân như chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong pháp giới chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong pháp tánh chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong tánh chẳng hư vọng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tánh chẳng đổi khác làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong tánh chẳng đổi khác ấy, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong tánh bình đẳng, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tánh ly sanh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong tánh ly sanh chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp định làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong pháp định chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp trụ làm chỗ hướng đến.
Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong pháp trụ, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thật tế làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong thật tế, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy cảnh giới hư không làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong cảnh giới hư không, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy cảnh giới bất tư nghì làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong cảnh giới bất tư nghì, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sự bất động làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trong sự bất động, chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sắc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thọ tưởng hành thức làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhãn xứ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sắc xứ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thanh hương vị xúc pháp xứ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhãn giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sắc giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thanh hương vị xúc pháp giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhãn thức giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhãn xúc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến.
Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy địa giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì địa giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thủy hỏa phong không thức giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô minh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì vô minh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bố thí ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tịnh giới ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tịnh giới ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy an nhẫn ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì an nhẫn ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tinh tấn ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tinh tấn ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tịnh lự ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tịnh lự ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bát nhã ba la mật đa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không nội làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không nội rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không ngoại làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không ngoại rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không nội ngoại làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không nội ngoại rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không lớn làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không lớn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không thắng nghĩa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không thắng nghĩa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không hữu vi làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không hữu vi rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không vô vi làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không vô vi rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không rốt ráo làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không rốt ráo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không không biên giới làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không không biên giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không tản mạn làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không tản mạn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không không đổi khác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không không đổi khác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không bản tánh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không bản tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không tự tướng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không tự tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không cộng tướng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không cộng tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không tất cả pháp làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không tất cả pháp rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không chẳng thể nắm bắt được làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không không tánh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không không tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không tự tánh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không tự tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không không tánh tự tánh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp không không tánh tự tánh rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn niệm trụ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn niệm trụ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn chánh đoạn làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn thần túc làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn thần túc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy năm căn làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì năm căn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy năm lực làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì năm lực rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bảy chi đẳng giác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bảy chi đẳng giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tám chi thánh đạo làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tám chi thánh đạo rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp
đều lấy thánh đế khổ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thánh đế khổ chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thánh đế tập làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thánh đế tập rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thánh đế diệt làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thánh đế diệt rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy thánh đế đạo làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thánh đế đạo rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn tịnh lự làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn tịnh lự rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn vô lượng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn vô lượng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn định vô sắc làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn định vô sắc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tám giải thoát làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tám giải thoát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tám thắng xứ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tám thắng xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy chín định thứ đệ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì chín định thứ đệ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 10 biến xứ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 10 biến xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp môn giải thoát không làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy năm loại mắt làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì năm loại mắt rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 6 phép thần thông làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 6 phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp môn tam ma địa làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp môn tam ma địa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp môn đà la ni làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp môn đà la ni rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 10 lực Phật làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 10 lực Phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 4 điều không sợ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 4 điều không sợ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn sự hiểu biết thông suốt làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn sự hiểu biết thông suốt rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được,
Vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy đại từ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì đại từ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy đại bi, đại hỷ, đại xả làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì đại bi, đại hỷ, đại xả rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 18 pháp Phật bất cộng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy quả dự lưu làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì quả dự lưu rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy quả nhất lai bất hoàn a la hán làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy dự lưu làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì dự lưu rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nhất lai bất hoàn a la hán làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy quả vị độc giác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy độc giác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tất cả hạnh đại Bồ Tát làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy đại Bồ Tát làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì đại Bồ Tát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trí nhất thiết rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy trí đạo tướng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trí đạo tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết tướng làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, như thế là đại Bồ Tát vì làm chỗ hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột,